thực phẩm bảo vệ sức khỏe Lacto Colmax. Với mong muốn xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, Vinalink Group đã đầu tư mạnh mẽ vào quá trình nghiên cứu, tìm tòi những nguồn dược liệu của đất nước, từ đó kết hợp giữa tinh hoa y học cổ truyền và khoa học hiện đại, để mang tới những thực phẩm chức năng hữu hiệu cho người tiêu dùng. Công dụng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Lacto Colmax của Vinalink Group, với công dụng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc đại tràng, hỗ trợ làm giảm các triệu chứng của viêm đại tràng, rối loạn tiêu hóa, từ đó mang lại sự thoải mái cho người dùng. Đối tượng sử dụng, Lacto Colmax sử dụng cho người bị viêm đại tràng có thắt, người có các biểu hiện, đầy bụng, ăn uống khó tiêu, rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần. Hướng dẫn sử dụng, ngày dùng 2-4 viên, chia 2 lần. Nên sử dụng sản phẩm trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. Nên sử dụng liên tục một đợt từ 3-6 tháng. Lưu ý, thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Không sử dụng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Vinalink Group đồng hành cùng bạn trong chăm sóc sức khỏe gia đình thân yêu. Vinalink Group, mạnh mẽ, vươn xa, tinh hoa hội tụ.